Đại Nghĩa xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Sao Hay Chữ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện và sẽ phát sóng hàng tuần vào lúc 20 giờ 30 phút thứ ba trên kênh HTV7. Thưa quý vị, đây là chương trình mà đó chúng ta có thể gợi nhớ lại những câu ca dao vô cùng phong phú và đặc sắc trong kho tàng văn học Việt Nam, đặc biệt là ở cái mảng ca dao cũng như là những câu thơ lục bát vốn dĩ đã rất quen thuộc với tất cả mọi người, nhưng mà đôi khi thời gian nó cũng bào mòn phần nào trí nhớ của chúng ta có thể quên, hoặc là có những câu mà lần đầu tiên chúng ta được nghe nói đến. Và đây sẽ là một sân chơi giúp cho những người tham gia cũng như là quý vị khán giả có thêm nhiều cái điều thật là thú vị và bổ ích. Bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ ngay với những người chơi. Xin mời. Thưa quý vị, xuất hiện cùng với Đại Nghĩa bây giờ là những anh em bạn bè đồng nghiệp Gia Bảo. Dạ, lời đầu tiên Gia Bảo xin kính chào toàn thể quý vị đang xem chương trình. Lê Blanc xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Tường Vi xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sao Hay Chữ. Dạ hết. Còn chú Long Nhật nữa anh. Đã chú Long Nhật. Đấy. Bé Long Nhật. Anh tính là cho qua luôn cái phần đó. À, dạ. Là bởi vì anh biết thế nào cũng có những cái người mà tự xưng mình là bé, là ổng này nọ. Cho nên là anh muốn dừng đến cái chỗ Tường Vi thôi. Ừ. Đấy. Nhưng mà dầu sao người ta cũng đã lên tiếng rồi, đúng không? Dạ, xin giới thiệu với mọi người ca sĩ Long Nhật. Long Nhật xin gửi đến tất cả quý khán thính giả đang xem chương trình Sao Hay Chữ. Và xin chào các em yêu thương của Long Nhật. Anh là người con của miền Trung, người con của xứ Huế. Mà thường xứ Huế mơ mộng lãng mạn, thơ ca hò dè ca dao tục ngữ đầy mốt bốn. Bây giờ anh có thể hò một câu tặng mọi người được không? Chiều chiều trước bến Vân Lâu, ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm, trái thương ai cảm ai nhờ ai ở trong. Trời hay ơi quá. chưa thuyền ai thấp thoáng bên sông, đưa câu mãi đậy chằn lòng non về nước. Hình như sai chút nha anh ơi, em xin lỗi anh, nhưng mà như câu là chằn lòng nước non chứ non với nước non à, là tại vì cái hò mà nhì á là người ta phải hò như rửa. Yêu cầu có một câu sao anh chơi tới một khổ luôn à, khoan chưa, là bởi vì gì nè. Ai đi biển Bắc biển Đông, nhớ về soi bóng dòng sông thuở nào. Bây giờ nè, bên đây ta hò Huế rồi, mấy giờ mình hò câu Nam Bộ nghe bảo. Đúng rồi. Hò tưởng giếng sâu anh nói sợi dây dài, về đâu giếng cạn hò hò về đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Đó, nó là một câu ca dao cũng rất là quen thuộc với chúng ta. Đi thử coi. Hò ơi bầu ơi thương lấy đi cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Trời ơi. Muốn lấy bầu như bí gơm chút. Chúng ta thử với nhau một vài câu ca dao để nhắc cho chúng ta nhớ về cái kho tàng ca dao của Việt Nam phong phú và đa dạng. Hôm nay sẽ là một ngày rất thú vị như thế. Nhưng chúng ta sẽ phải có một cái sự phân chia giữa hai đội với nhau. Anh có ý kiến nè. Bên La và Tường Vi rất đẹp. Dạ. Nên là hai em đừng chung với nhau đi. Còn anh với Gia Bảo dù sao đi nữa là cũng được đẹp mấy, nên là anh muốn về với đôi với bà. Dạ, cảm ơn anh. Ok, cảm ơn anh. Nhưng em không đồng ý. Em ý kiến. Dạ, bây giờ ba đứa tụi em đứng một phe đi, anh Nhật đi một mình. Rồi, để công bằng, chúng ta sẽ có một trò chơi nho nhỏ để xem coi là mình sẽ thuộc về đội nào, bằng cách ai là người chiến thắng cuối cùng trong cái trò chơi nhỏ xíu đó thì được quyền chọn đội. Hồi nhỏ mình hay có cái câu chơi cái bài với bài đồng dao dung văn dung vẻ, nhớ không? Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái trò tương tự như thế. Đã có 3 cái dòng ở đây mà chúng ta có tới 4 con người. Năm dễ ẹt, mình cứ đi vòng vòng giống như mình đi catwalk, mình đi thời trang vậy đó. Dung văn dung vẻ mà. Và khi cái bài đồng dao của chúng ta nó ngừng lại bất kỳ ở đâu thì chúng ta phải phóng thiệt nhanh vô giành một cái dòng. Đó. Ai là người còn sót lại bên ngoài coi như người đó bị loại. Mời 4 người vào vị trí. Xả giày. Đúng rồi đó Vi, sẽ chơi hết mình. Xả giày. Chuẩn bị. Âm nhạc. Đi. Đến mở nhà trượt lại cậu lại.
là em nhảy vô sao mà em bị giật mình không? Em bị giật mình. Tội nghiệp nhỏ. Lấn ai? Lấn Gia Bảo. Tội ghê anh. Cậu cháu đá xe hả em? Tội em ghê. Bảo như cục đình gì đó. Đừng có mà đạp lên em luôn chứ bộ. Bỏ một cái dòng ra, bây giờ còn hai cái dòng mà thôi. Bắt đầu. Thương dân vui vẻ, dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời, lại cậu lại mở, cha cậu về quê, cha về đây. Chưa mà. Chưa. Nói chứ mình cũng có tuổi là Nhật á. Cho nên là cái sự phản ứng của mình dám đâu. Anh bị biết không? Không. Anh thì bị ví bằng nhau á nè. Cái độ phản ứng nhanh nhạy của mình nó cũng phải thua kém em Út một chút chứ. Dạ, bây giờ anh cãi phải không? Dạ, mời anh và mời mọi người xem lại khoảnh khắc vừa rồi. Rõ ràng anh phóng vô trễ hơn bé Vi. Mày là cái cơ hội anh về về em là quá rồi. Bỏ một cái dòng ra. Dạ thưa quý vị, bây giờ là một trận chiến ngang tài ngang sức nha quý vị nha. Bắt đầu. Dạ thưa quý vị, Vi hai tay sắt hai đôi guốc đã là người chiến thắng trong cái trò chơi này. Bỏ guốc xuống. Vi em muốn chọn ai? Ở đây bé lớn tuổi nhất, cho nên là bé sẽ biết nhiều nhất. À, vậy hả? Mình phải chọn đầu tư vô. À, đó, khu đó là ổn nhất. Em sẽ chọn đó là bé Long Nhân. Tôi sợ ghê luôn, tôi sợ cảm giác mà mấy cái người mà cứ nghĩ mình là bé đó. Thì đó. Đó. Dạ thưa quý vị, như vậy là hai đội đã có thành viên rồi. Nhưng mà bây giờ vấn đề đặt tên như thế nào đây? Kính thưa quý vị, mày đưa em vào Long Nhật thì thương Long Nhật thì hãy trêu đùa vậy thôi. Và anh là anh Lưỡng thì anh còn một cái tựa đề, một cái tên và hai đứa mình. Anh là mình là người Huế thì đội của Long Nhật sẽ là Huế và em. Nghe là thơ chưa? Thơ chưa? Nghe lắm. Ủa mà nó Huế vậy em, lẽ mình ở Đắk Lắk vậy anh? Không phải thuộc nhà. Được mà, được mà. Được. Vậy em đặt đi. Núi bạn. Núi bạn. Hả? À, cũng hay. Huế và em. Núi và anh. Dạ, nghe cũng có chút thơ phải không quý vị? Vậy thì mời hai đội về vị trí. Tôi sẽ quanh tiếng chiên báo hiệu giờ thi sắp sửa bắt đầu. Giống sĩ tử đi thi xưa quá hả? Thì đó, cái không gian này cũng làm cho chúng ta nhớ về cái lớp học của ngày xưa đúng không? Dạ, đúng rồi. Bàn tre, ghế tre, rồi có cái chiên bên đây nữa. Chương trình của chúng ta có tất cả là 3 vòng thi. Mỗi vòng sẽ có 3 câu ca dao. Và mỗi một câu ca dao nó sẽ được hiện lên trên màn hình của các bạn bởi những ô chữ, nhưng nó đã được mã hóa. Chúng ta sẽ phải đoán xem những câu ca dao đó là câu ca dao nào dựa vào cái lời gợi ý của Đại Nghĩa đưa ra, cộng với cái việc mà các bạn có muốn mua những cái ô chữ đó để lật lên xem coi đó là những từ gì, bởi vì đó sẽ là những cái gợi ý quan trọng để chúng ta đoán được chính xác câu ca dao này. Và muốn mua thì phải có tiền. Mà tiền anh sẵn sàng anh cho. Anh tặng. Vậy là bây giờ anh nghĩ giống như là ngân hàng vậy đó. Đúng rồi. Ngân hàng. Anh biếu cho tất cả các bạn mỗi một nhà như vậy số tiền khiêm tốn thôi. 20 triệu. Được không anh Nhật? Trời ơi, chạo dài không biết, quá đẹp. Đẹp không anh? Quá rực rỡ. Mặt em sáng không? Sáng rực, em một người đàn ông nhấn hầu. Khi mà đã có những dữ kiện như vậy, chúng ta đã biết được đó là câu ca dao nào rồi, thì chạy thiệt nhanh lên đây, quánh một cái pen vô đây để mình mua quyền trả lời. Và ở đây chúng ta thấy có cái bảng màu xanh, có tất cả là 3 quyền ưu tiên dành cho hai đội chơi trong suốt chương trình. Quyền đầu tiên đó là quyền mua miễn phí, quyền thứ hai trả lời miễn phí, quyền thứ ba đó là cái quyền cấp thêm vốn. Nếu như số tài khoản của các bạn còn lại dưới 5 triệu thì lúc đó sử dụng cái quyền này và Đại Nghĩa sẽ là người cấp vốn cho các bạn. Cấp bao nhiêu thì tùy tình cảm của chúng ta như thế nào. Trời ơi. Anh Nghĩa dễ thương quá. 10 triệu. Trời ơi, anh Nghĩa đúng là một vì sao sáng chói. 500 ngàn. Đó, bởi vì khi Vi nói câu rồi mặt sự ngắt à. Mọi chuyện hạ hồi phân giải, còn bây giờ cứ hãy tập trung cho vòng thi đầu tiên trước cái đã. Vòng 1, vòng khởi động. Chào đón quý vị khán giả đến với vòng đầu tiên của Sao Hay Chữ, vòng khởi động. Đây là câu hỏi số 1. Xin mời câu hỏi. Trên cái mâm này dọn ra sẵn một câu ca dao, nhưng nó đã được mã hóa bằng những ký tự đúng không?
Vấn đề là bây giờ chúng ta sẽ chọn mua cái ô nào mà mình thấy rằng nó có thể là những cái từ then chốt. Đội, Núi và anh mua ô nào? Bây giờ chúng tôi mua lô A1. A1. À, với gì nữa em? Mình nhiều tiền mà đại gia mà. B5. B4 đi. B4, ủa sao mua B4 vậy? Thích vậy đó hả? Chảnh vậy đó. Bê la thích mua B4. Nè, cái ô A6 với B6 thường gieo vần với nhau với lại đó. A6. Vợ chồng đại gia A6. Mua 3 ô. A1, okay. A6, B4. Rồi, bên đây Huệ và em. Anh mua B1, B1, B7 đi. B7. Ờ, à, đi quay A6 với B7. Nên biết chữ cuối, dễ đón. Biết cái nào mua 3 luôn hả? Mua 3 chưa? Mua 3 rồi. Mình đâu có nhất thiết mình phải mua 3 đâu, mình để dành tiền. Không phải, nhưng mà nếu như mình mua nhiều, mình có nhiều gợi ý, mình dễ đoán ra hơn. Bên bển mua 3 cái gợi ý luôn cho mình rồi, mình mua 2 thôi. Trời ơi, nó tính quá kìa anh. Trời ơi, tính quá. Vậy giờ B7 hay B8? B1, B7. Gợi ý: câu ca dao người xưa khuyên rằng không nên ba hoa, nói quá có nhắc đến các con số. Xin mời ô chữ. Hả? Em. Rồi. Chắc chưa? Dạ rồi. Chắc chưa? Mình mua có 2 ô dữ liệu không có nhiều trơn trọi, phóng lên gõ chiên trong khi mặt anh Long Nhật còn đang ngơ ngác. Dạ. Mời em thử coi. Dạ đó là bình tĩnh. Nói 9 thì phải làm 10, nói 10 làm 9 kẻ cười người chê. Wow, giỏi quá. Nghĩ là đúng rồi đó. Em thấy cười à, khảy rồi. Vừa rồi em gõ cái pen một cái là em đã tốn thêm 1 triệu. Mà giờ mà sai một cái là mình lỗ nha. Không, bởi vì như anh đã nói, cái câu này thiệt tình là bình thường nó là như vậy. Còn bây giờ nếu mà nó bất thường hơn ngay cái điểm nào thì em chưa biết. Thì đó, sẽ có những cái dị bản mà đôi khi chúng ta không lường trước được. Vy ơi, vừa rồi em đọc cái câu đó em có chốt chưa? Nói cái từ chốt cho anh nghe nè. Không, nè, khoan, chưa chốt nha. À, chưa chốt. Nói 9 thì phải làm 10, nói 10 làm 9 kẻ cười người chê. Ờ, anh Nhật chưa biết chữ. Anh cũng đồng ý về Vy. Chốt chưa? Dạ. Chốt. Bên kia chuẩn bị tư thế sẵn sàng nha. Nếu mà bên đây sai cái mình phóng lên mình gõ chiên liền. Bên đây có nghĩ ra cái nào khác hơn không? Dạ không. Không hả? Em nghĩ Vy đúng rồi đó. Đúng nghĩ rồi. Là Vy đúng em đúng không? Nghĩ câu đúng rồi. Như anh nói, ca dao Việt Nam luôn có những cái thú vị, những cái điều bất ngờ. Đó là những dị bản. Và đáp án mà Tường Vy vừa mới đưa ra chính xác. Yeah. Nói 9 thì phải là 10, nói 10 làm 9 kẻ cười người chê. Và câu này chúng ta không thấy có dị bản nào khác ngoài cái câu mà Tường Vy đã đọc lên. 10 triệu. Huế và em. Yeah. Đó là câu 1 thôi, khởi động làm nóng thôi. Câu 2 đây, mời câu hỏi. Bây giờ tới phiên nhà mình bên đây chọn mua trước nè. Mua ô nào? Dạ, em mua A1. A1. Với lại B8. Đầu đuôi luôn vậy đó hả? Dạ. A1 với lại B8. Em mua 2 thôi, bên kia thích mua 3 thì 3 thôi. Trời ơi, mình già quá mà mua. Rồi, em kêu kì kia luôn đi. Nãy tôi mua 3 cho mình rồi. À, 5 đi. Thôi nào, mình phóng coi như cái này là mình cũng hùng đầu tư với bên kia một cái đi anh ha. Rồi, A5 một cái đi. A5, A1, A5, B8. Em mua A6. A6? Ủa sao cái giọng mà không manh vậy? Cái giọng mà tự nhiên bẻn lẻn á. Cái người mà ít tiền hơn ta đúng không? Em mua A6. Sao đại gia em mới góp được nhiêu đây? Giờ chưa dám nói lớn. A6. A6. Gì nữa? B1 ghê anh. B7 luôn em cho luôn Vân. Mình phải cân nhắc cái chuyện là khi mình lật ra những câu đó đó, bên kia không đoán ra nữa kìa. B1 đi. B1. A6 với B1. Thêm không? Thôi được rồi. À, vốn ít lắm. Vốn ít đầu tư cũng chừng mực thôi. Gợi ý: đây là thái độ biết ơn của người được hưởng thụ kết quả tốt đẹp. Và xin mời ô chữ. Bảo đọc đi. Thôi anh Bảo đọc đi. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Câu đó quen lắm. Câu sau là dị bản nè. Đó. Ăn, là, ăn cái đúng, gì? Đúng ta là ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. Mà bây giờ cái câu này nó có chữ sàn. Không lẽ ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà sàn nữa ta? Không phải đâu. Phóng lên cho lẹ. Quánh cái chiên cho bự vô. Từ từ em chưa chốt để nè, xuống coi. Quánh muốn mốt cái chiên của tôi luôn. Xuống coi mà mua thì mua có 2 ô hà. Mà bây giờ lỡ quánh chiên là tốn 1 triệu rồi nghe Bảo. Đúng rồi, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn gì nữa? Ăn dưới sàn ta. Câu đầu tiên thì ai cũng biết, quá quen. Sao, có đáp án không? Nãy mở chữ nữa biết rồi.
Vậy là mình hại mình rồi hả? Thì thôi bây giờ không có thì chịu thôi đúng không? À, để suy nghĩ cái đã. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây rồi đúng rồi đó. Gì? Ăn cơm hả? Ăn cơm nhớ kẻ... Chị khoan từ từ. Ăn cái gì ta? Ăn cơm nhớ kẻ cho niêu mà sang. Cho niêu? Cho cái gì? À, cái gì nó sang gạo phải có đó. Cơm. Đúng rồi, đúng rồi. Cái từ 6 của câu trên nó sẽ gieo vần với cái từ 6 của câu 8 bên dưới. Đó. Cây ai 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 á, ăn cây 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 đó. Cây cây hết giờ. Có đáp án chưa? Hãy đọc lại đi. À. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn cơm nhớ kẻ. Nhớ kẻ. Cho dây. Không gì cho dây. Ăn cơm nhớ kẻ gì sạn. Thôi mệt quá không rồi, không trả lời. Như vậy là đội Núi và Anh mặc dù gõ chiên trước nhưng không có đáp án. Bên đây có đáp án không? À, dạ, nếu mà em không trả lời thì em cũng không bị trừ gì hết. Không. Dạ không. Không trả lời. Như vậy là chúng ta sẽ dừng cái lượt trả lời đầu tiên tại đây. Sẽ mở ra một lượt bán mới. Mỗi nhà sẽ được mua thêm 3 từ. Bên đây Núi và Anh bây giờ muốn mua từ nào? Em mua B2. B2. B6. B6. Anh mua gì mà nhiều vậy, em mua một từ thôi. Nè, đằng nào mình cũng đã thua, mình đã lỗ rồi, phải đầu tư cho tới để lấy lại tiền lời. B2, B6 nghĩ chắc đủ rồi đó. Thôi đủ rồi đó. Đủ rồi phải không? Còn bên đây, Huế và em. Bên em chỉ mua một ô B4 thôi. B4, mình giàu quá mà mua thêm ô nữa đi. Câu này không phải dễ đâu. Cái này là nó sẽ hơi tương tự rồi nè. Vậy mình cứ mua một cái bên ha. Đây mua dạ. B2, dạ, B6 vậy, rồi. B5 đi. B5 và... B7 đi, quan trọng đó. Vậy hả? Vậy thôi, B4 với B7. B4, B7 đúng không? Dạ. Rồi, B4, B7. Mua thêm ô nữa không? Dạ thôi, được rồi. Trời, đầu tư nhiều đi, em có lời, yên tâm. Lời không? Vậy lời. Em xoay ghế rồi em chạy trước nè. Ừ, không. B5 đi. B5 muốn. B5, thêm ô B5 nữa. Okay. B4, dạ. B5, B7. Rồi. Và mời ô chữ. Gia Bảo đã đánh chiên trước. Công nhận nha, mập mập thì thấy chạy thiết lẹ vậy. Không, em chạy xô lẹ lắm. Nè Bảo. Năm xây dựng Bảo. Sàn dạ. Trời ơi. Bỏ một cái là hết 1 triệu nữa rồi nghe. Rồi, chắc chắn ra rồi. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn gạo nhớ kẻ đâm xây dần sàn. Chắc chắn luôn. Phải chữ nhớ không? Cái nhớ. B3 phải chữ nhớ không? Ở trên thì nhớ lại dưới phải nhớ. Chữ nhớ. Nhiều khi dị bản là một cái từ khác nói về tình cảm đó. Không, nghĩ là chữ nhớ đó. Nhiều khi nó là từ thương, quả, từ yêu, nhớ từ kẻ gì đó. Trồng cây, ăn gạo, nhớ kẻ đâm xây dần. Phải nhớ đúng ra rồi, phải chứ nhớ là mình ăn chứ. Gạo mà. Rồi. Đây là đáp án chính xác. Anh nói mà đầu tư là có lời, yên tâm. Tại vì nếu mà mình mua ít quá thì mình sẽ rất là khó để đoán được cái câu này. Cái câu này khó mà. Cái câu dạ, trên thì ai cũng biết. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ai hồi cũng nãy biết. Á là em với anh Nhật đoán là ăn cơm nhớ lúa phải xay phải xay. Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay dần sang. Và 10 triệu về với đội Núi và Anh. Câu số 3. Khoan khoan xí, đội em đổi phong thủy chút rồi qua đây đi anh. Ở chỗ đó anh Nhật chạy á hả? Anh cũng chạy không lại em đâu. Câu số 3, mời câu hỏi. Đó, bây giờ nhà mình nữa kìa. Mua ô nào? Mới có vốn mà mình tránh lên lại. Em muốn A1, A6, B8. Trời ơi. A1, A6, B8. Mua 3 ô luôn. Bên đây à, em bên em mua B1, B4, B6 đi. B6 nha. B1, dạ. B4, B6. Dạ thưa quý vị, ở câu thứ 3 này cả hai nhà đều rất là hào phóng. Xoay ghế lại sẵn đi anh. Dạ. Đây, mời mọi người nghe gợi ý của chương trình. Nhân sinh thành, sinh ta ra đời. Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn. Phải sống thế nào để mẹ được vui. Đây là một bài hát của Quách Bim, bài Đạo Làm Con. Và trong bài hát này có hai cái câu hát đầu tiên. Nó cũng là hai câu ca dao quen thuộc với chúng ta. Xin mời ô chữ. Trời ơi, trời ơi. Đi về chỗ cũ, đi về chỗ cũ. Đi về chỗ cũ. Đi về chỗ cũ. Hồi nãy anh Nhật nói em, trời ơi, sao em chạy chậm quá vậy? Sao em nói trời em lên cùng một lúc, em trễ một giây thôi.
đừng sao để anh cho. Ngồi đây, ngồi yên ở đây. Bây giờ anh trễ tới 10 giây phải không? Em trễ 1 giây, anh Nhật trễ tới 10 giây. Bên đây làm sao? Gọi chiên sớm quá. Dạ không, đâu này em biết. Biết phải không? Đọc cho đúng nha. Bởi vì cái vở thi của em là em sử dụng bài này. Trời đất ơi. Thôi đừng có quảng cáo lỡ mà nó trật một chữ. Em nói cho anh nghe, tại vì em thi liên quan sân khấu toàn quốc, cái vở của em á là nói về cha mẹ, thì cái bài này là bài chủ đề. Và Hoài Lâm hát bài này thì Hoài Lâm đúng là em của em luôn. À. Nhưng mà chưa chắc em trả lời đúng. Mời em. Trả lời thử. Thử coi. Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu mong cha, cầu cho cha mẹ, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Hoài Lâm hát cho em nghe. Chết dạ. Rồi, chết rồi. Sao giọng điệu anh kỳ vậy? Em hát thử xem, em nhớ không? Cái câu này nó không phải câu hát, nó là câu đọc thơ đầu rồi nó mới vô bài hát. À, Hoài Lâm, cho anh hỏi em xíu. Em có giận hờn gì Gia Bảo không Lâm? Khi em đọc cái câu thơ này, em hát cái câu thơ này cho Gia Bảo làm vở tốt nghiệp, em có cố tình em hát sai không Lâm? Thôi em nghĩ em đúng, không sai. Em có chốt không? Chốt. Em chốt. Chốt đúng không? Em đọc lại câu của em đi. Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. À cái gì vậy? Anh cười ghê vậy. Anh cười ghê vậy anh Nghĩa. Chốt chưa? Hỏi lại lần nữa. Chốt chưa? Chốt. Khi mà tôi nhấn nhá như vậy có nghĩa là tôi muốn cho các bạn khẳng định lại một lần nữa cái sự lựa chọn của mình. Chốt chưa? Chốt đi anh. Chốt. Đêm. Chúc mừng các em đúng rồi đó. Thấy chưa? Không sai được. Em chỉ nghĩ là cầu cho, là cầu xin thôi. Đúng. Nó sẽ có những dị bản như vậy. Hoặc là cầu mong cha đúng mẹ. Rồi. Cầu mong. Dạ. Có những người hát là cầu mong. Dạ. Cầu mong cha mẹ đó là những cái dị bản á. À. Nhưng mà cái câu này là cái câu mà chúng ta nghe nó quen tai nhất, là cầu cho cha mẹ sống đời với con. 10 triệu về với đội Mũi Tên. Dạ. Có một cái sự lợi ngược dòng ha. Không sao đâu anh, thời thế mà. Kết thúc vòng 1, số tiền mà hai đội có hiện như sau: Núi và anh 32 triệu đồng. Huế và em 23 triệu 500 ngàn đồng. Mới có vòng 1 đúng quý vị mà thấy cái sự căng thẳng diễn ra giữa cả hai đội chơi. Quan trọng là cái vấn đề sức khỏe nha. Cố gắng ở cái vòng thi sau. Vòng 2 còn nhiều điều hấp dẫn lắm. Hãy quay lại với chương trình Sau Hai Chữ chúng tôi sau ít phút nữa nha. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Sau Hai Chữ. Đây là vòng thi thứ hai. Vòng này có tên gọi là ô chữ độc quyền. Nghe độc quyền là mình biết rồi đúng không Nhật? Có nghĩa là sao? Mình mua ô nào thì chỉ có một mình thấy thôi. À. Bên kia không thấy. Cho nên mới gọi là độc quyền chứ. Đúng rồi. Trợ giúp các bạn chưa sử dụng. Bây giờ quánh tô xì cái bên nào mua trước nè. Vì với Bella. 1, 2, 3. Rồi. Thắng mua trước. A1 phải không? Ừ. À. Anh Nhật tính. Anh Nhật thấy nào? Đừng có tiếc, dòng này nên mua đủ 3 ô. Dạ. Nếu có gì mình bán lại được. Dạ. Nha. Trời. B5. Rồi cho em gái chọn một cái nữa đi. Chắc B8 đi hả anh ha? Hay là A6? A6 đi. Dạ, A6. A1, A6, B5. Còn bên đây, mình muốn mua ô nào? Bên đây em mua B1. B1. B6. B6. B8. B8, đúng. Đây cũng là những cái vị trí rất là quan trọng. Đây, gợi ý như sau. Câu ca dao nói về nỗi lòng của những người yêu nhau nhưng không được ở gần nhau. Mời ô chữ. Hả? Cái gì vậy? Anh Nhật tính phóng lên hả? Cái gì vậy Bảo? Sao ban đầu thấy em ngồi thẫn thờ mà. Rồi sao Bảo? Em phóng lên em giành với anh Nhật. Em gõ một cái pan cái làm anh hết hồn. Bây giờ em có được dùng quyền gì không anh? Không, gõ chiên rồi dùng gì? Dùng thì dùng trước chứ. Nhưng mà giờ em nói bên kia nghe rồi bên kia. Thì bởi vậy sao? Nếu mà bây giờ em tin chắc rằng cái câu trả lời của mình là đúng thì hãy đọc. Em chắc cái câu em đúng rồi đó. Nhưng ừ thì đọc đi. Em không có dấu hiệu gì của câu trên hết. Ủa gì kỳ vậy?
Tại biết có cầu dưới thôi đó hả? Câu trên em không thấy không được chỗ nào được cái đó. Vậy sao lên cái đánh chiên chị ông? Em câu sao? Trời đất ơi. Giờ làm sao? Tôi không mua được cái câu nào ở trên đó. Bây giờ có phải đàm phán được không anh? Không, bây giờ em đã gọi chiên rồi em phải trả lời. Sau khi trả lời xong đi rồi muốn đàm gì đàm. À rồi thôi em nói nha. Ừ. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Chốt không? Chốt không? Chốt. Dạ, đó là một đáp án xàm. Chắc chắn là Tùng có mù bởi vì họ không biết cái câu trên. Dạ. Nhà mình biết không? Dạ, nhà mình biết. Biết à? Biết thì lên đánh chiên. Dạ rồi. Đó. Trời dạ. Ơi. Em đánh chiên rồi. Em cũng nhớ. Thiệt luôn hà. Trời ơi. Rồi, em đánh chiên anh trả lời đúng không? Mời anh Nhật. Rồi. Nhớ ai ra ngừng vào ngơ. Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai. Cái câu này là anh biết ở đâu? À, anh nhớ đến một cái câu trong một cái câu thơ cổ. Có trong một bài hát nào không anh? Có nhớ một trong một bài hát. Bên đây Gia Bảo biết là câu đuôi câu sau. Theo em thì cái câu anh sau anh Long Nhật đọc đúng không? Hên xui em đâu biết. Hên xui. Ở đây thì hoàn toàn không có một cái từ nào của hàng trên hết trơn á. Mua tập trung ở hàng dưới. Thì bên kia cũng đâu có từ nào đâu. Có. Bên đây có một từ ở hàng dưới. Dạ. Cho nên họ có những cái dữ kiện để họ đoán ra được cái câu này. Đây là đáp án chính xác. Chúc mừng. 20 triệu đã thuộc về đội Huế và em. Anh Trần dễ thương lắm nha. Biết xong rồi. Để qua nó nhỏ 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 bên kia. Kiểu anh Nhật giống như là để ôm bài lại đó. Hụt hẫng á. Lúc anh Nhật anh quay lại anh nói gì với em vậy? Đọc đi. Đang gì nè? Nhớ ai ra ngẩn vào ngư. Đó là đạo bên chiếc bè. Ủa bảo anh hỏi thiệt, em nghĩ sao em dạng ngậm miệng vậy? Em dạng tay vậy, em lên quánh cái chiên của anh trong khi em chưa biết câu trên. Em biết câu dưới, em nghĩ từ em đoán câu trên. Trời đất ơi. Câu số 2, mời câu hỏi. Nãy bên đây mua trước lượt 1 đúng không? Bây giờ tới phiên lượt nhà bên đây. Mua trước đi Bảo. À bây giờ mà em mua trước hỉ. Những vị trí quan trọng. Bây giờ em mua A1. Rút kinh nghiệm nên mua cả hai hàng. Đúng vậy, A6. Anh muốn cái nào? Không. Một là cái này, hai là cái đó. Vậy thì A1, A6, B6. A1, A6, B6. Huế và em muốn mua ô nào? Em nghĩ là phải ngay khúc đầu một chút á. Ừ. A5. B1. Với lại B4 đi. Ba ngày giữa để cho mình gì hơn á. Ừ. B1, B4 và A5. Gợi ý. Mọi người hãy quan sát bức tranh này. Nó sẽ là gợi ý rất là xác thực cho cái câu ca dao này của chúng ta. Rất là đẹp. Và gợi ý cụ thể là sự tiếc nuối trong tình yêu. Mời ô chữ. Sao? Có ai nghĩ ra đáp án câu này như thế nào không? Có quyền sử dụng nè. Muốn sử dụng cái gì? Em muốn sử dụng. Mở ô miễn phí. Vậy em mở chữ B8. Rồi, sử dụng quyền mở miễn phí. Ô B8. Mở ô chữ. Em bên em cũng dùng bên luôn. Bên kia chạy trước đi. Em dùng gì? Dạ em cũng dùng mở một ô miễn phí. Mở một ô miễn phí, ô nào? Dạ A2. A2, mở ô chữ. Đó. Câu A2 anh biết luôn, em khỏi mở, anh biết câu đó câu gì luôn. Bây giờ vậy, nếu như các bạn vẫn chưa có đáp án thì hay là mình trao đổi mình mua bán đi. Trời ơi. Trời bạn luôn ơi, hả? Ủa vậy sao đâu bàn với em vậy anh vậy? Nè nha. Em chưa liều lắm. Nè, quánh muốn móp cái chiên của tôi nghe. Trả lời mà sai một cái nghe là không những bị trừ tiền mà tôi bắt đền luôn cái chiên này đó. Hên xui đi. Đọc đi. Trăm năm ru lại câu hò, đò xưa tách bến. Cái gì ta? Rồi, cái gì vậy? Khoan khoan. Hoặc là bến xưa vẫn đợi đưa đò đò đưa. Đó, mình nghĩ ra câu đó. Đưa đò đò đưa. Chốt chưa? Khoan từ từ. Trời ơi. Gì vậy trời? Câu đầu là tôi đúng rồi đó, tôi không sai đâu. Nè, mình đọc như vậy là bên kia coi như là có luôn dữ liệu của mình rồi đó. Thì đó, rồi lỡ rồi, giờ chơi luôn thôi, giờ sao giờ? Trăm năm ru lại câu hò, ngàn năm bến đợi. Bến đợi. Đưa đò đò đưa vậy đi. Rồi, chốt không? Thôi, rồi, chốt. Dạ, thưa quý vị, là một lần nữa, Gia Bảo rất hấp tấp. Trời ơi. Không nên đánh cái chiên, trong khi chưa biết chính xác cái câu ca dao nó như thế nào. Và dĩ nhiên đó là đáp án sai. Sao nhà bên này bây giờ mình đã có rất là nhiều dữ kiện của bên kia mới cung cấp cho mình. Có trả lời hay không? Không đi anh. Không thì mình không bị trừ điểm. Nếu không thì mình sử dụng cái quyền mà trả lời miễn phí nè. Sao sử dụng nãy quyền bên không? Kia nói là gì? Trăm năm. Trăm năm gì? Anh bảo nãy bên kia là gì? Trăm năm gì? Biết rồi thì giờ gì luôn không thôi. Nhớ, không nhớ tự nhiên thôi quên. Thôi giờ tự nhiên quên nghe. Mình mua một lượt mới đi. Mình có tiền mà. Không trả lời đúng không?
Rồi, mình dừng lại. Và mình sẽ có một lượt mua mới nha. Mua ba ô bên đây trước. Em mua A4 với lại B7. Có hai ô thôi hả? Với lại B3. B3, A4, B7. Rồi, bên đây mình muốn mua thêm ô nào? Ba cái mua hết luôn á. B2, A3, B5. Dạ. Còn ba cái. Còn ba cái mua hết. A3, B2, B5. Mở ô chữ. Có muốn trao đổi mua bán gì với nhau không? Bán cho bên kia đi. Mình đã biết mấy cái từ này của mình rồi, đúng không? Bảo muốn mua không? Mua A2. Mua A2 hả? Bán A2 không? Mua A2 không? Người ta muốn mua A2 của mình. Để đánh đọc này. Bán A2 không? Ta muốn mua kìa. A2 kìa anh, mua A2. Bán nhiêu? Bây giờ mua A4. A4. Mua A4 kìa. Bán rẻ rẻ cho tôi bán lại cho. Rồi, thôi bây giờ mình chơi phe luôn, bán bằng giá chương trình luôn. Chơi không? Trời ơi. Bán bao nhiêu vậy? 1 triệu đúng không? Anh giờ anh muốn sao mình? Tùy em gái tùy. Giữ hài vui quý không? Em, cái A4 nó quan trọng lắm. Rồi thôi vậy mình bán gấp 10 lần đi. Tăng giá cho anh. Thôi đó, bán đi, tiền mua. Thôi, rồi vậy về bán. Phải gấp đôi. Thôi gấp đôi đi. Rồi không tin được luôn. Tại vì còn mua mấy chữ đâu, phải mua một chữ không đâu. Rồi, thôi xuống bán sỉ. Bán sỉ giảm giá chút nha. Là bán nhiêu? 2 triệu. Rồi, 2 triệu. A4, đồng ý mua không? A4 2 triệu hả? Là 4 triệu. 2 triệu là 4 triệu. Vậy bán A2 với A4. A2 với A4 là 4 triệu á hả? Ừ. Bán không? Không, cái A2 mắc hơn nha. Cái A2 mắc hơn nha. Sao cái gì cũng mắc hơn vậy anh? Không, thôi bán A4 thôi. A4 bán đi, có gì tôi bán lại cho dưới. Ở dưới một mớ nè. Đúng rồi. Bán A2, mua A4 thôi. A4, 2 triệu mua không? Mua. Giao dịch thành công, đóng cô A4 ở đây lại. Mở ô A4 ở đây lên. Đó. Ừ, rồi. Bây giờ nè, đội nào muốn trả lời lên đánh. Rồi, thấy không, tụi trẻ có khác. Không, tại em nó không kịp. Nè, mặc dù bận váy mà nó sẵn sàng nó xả dáng đứng dáng vậy quanh cái chiền của tôi. Chưa chắc là đúng đâu. Mời em về chỗ. Anh Nhật, anh đang hoang mang phải không? Không, anh đúng rồi. Anh đọc gì? Đúng rồi. Anh đọc gì? Em thấy là cũng đúng. Trăm năm người lỗi hẹn hò. Tiếp. Nhưng mà người ta đã phải anh chú ý nghe nè. Câu đầu là đúng rồi đó. Trăm năm người lỗi hẹn hò. Người lỡ. Người lỗi. Người lỗi. Người lỗi, người lỡ. Trăm năm người lỗi hẹn trăm hò. Trăm năm người lỗi. Anh, trời ơi, hồi nãy cái chữ đó của mình mà là chữ lỗi. Trời ơi, thiệt. Trăm năm người lỗi hẹn hò. Cây đa bến cũ, con đò khác xưa. Con đò khác xưa. Chốt phải không anh? Chốt. Đây là đáp án. Chuẩn bị sẵn sàng. Tại vì anh dâm dạ, em chuẩn bị sẵn sàng. Không chính xác. Bên đây anh Nhật đọc lên, thật ra chỉ có sai có hai từ thôi. Bảo đọc xem. Trăm năm đành lỗi hẹn hò. Cây đa bến nước. Con đò. Con đò vẫn đưa. Chốt chưa? Rồi. Chốt. Chốt. Cứ ngỡ là bên đây, sau khi nghe bên đây đọc xong thì phải nhớ như in trong đầu để mà có một cái đáp án đúng. Nhưng rồi, không, em đã nhớ không chính xác. Lên nha anh. Đánh chi? Anh đọc hay em đọc? Anh đọc. Thôi bây giờ mình dư lắm anh, mình đang thắng mà. Rồi, mình ngâm thơ đi. Ngâm thơ lại với nhau. Trời, ngâm thơ. Ngâm thơ nè. Trăm năm đành lỗi hẹn hò. Cây đa bên cũ, con đò khác đưa. Tăng 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 tăng. Dạ, mặc dù hai anh em hai tông khác nhau, hai tông khác nhau, nhưng mà vẫn đọc trọn vẹn được câu ca dao này. Chốt chưa anh? Dạ chốt. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Sao vậy Bảo? Bên kia đó bên của bà này, bà là bến nước. Em cứ nhớ bến nước. Mà Bảo ơi, cái dáng của em cũng hấp dịch lắm Bảo. Cái dáng em trả lời như ông hội đồng vậy đó. Nhìn nè, chống nạnh nè, cái bụng vượt mặt cho người ta. Cái bụng bự vượt mặt. Trăm năm đành lỗi hẹn hò. Cây đa bến nước, con đò dẫn đưa. Mà nó bến nước hoài thì tức chưa nước ghê. 20 triệu về đội Huế bạn. Mời câu hỏi. Bây giờ anh mời bên đây trước. Muốn mua ô nào? Bây giờ em mua A1. A1. A6. A6. B mấy? Thì B7 hay không, B5. Không, đừng hay mua B8. Chữ lãng vậy. B5. B0. Vậy B6 đi. B6. B6.
A1, A6, B6. Huế và em, bên đây mình mua ô nào? Em hơn, em may mắn em chọn B1 quan trọng đúng không? Dạ, B1 nè. B1 B1 là phải mua rồi. B4 đi anh. B1, B4 hả? À đúng rồi, phải có một A một cái. A3 đi không? 3, 4. 3, 4 gì cũng được hết trơn á. A3 đi. Dạ, A3 đi. Dạ. Rồi, A3. Hơi nghiệt một cái nè ha. A6 với B6 nè. Là dạ, gieo vần với nhau nè. Dạ. Bên kia người ta mua rồi. Dạ. Gợi ý. Câu thơ này miêu tả về ngoại hình của nhân vật Mã Giám Sinh trong truyện Kiều. Mời ô chữ. Trời ơi, tao chưa lên chữ luôn. Nè, xích cái ghế xích qua. Trời ơi, quen lắm. Được không? Trời ơi, sao mà mười mấy năm rồi đó anh. Tao, nếu như hai đội không có đáp án thì mình mua bán với nhau đi. Mua không Bảo? Từ Hải thì em biết, Mã Giám Sinh em không rành. Bởi vậy, thí dụ nói về Từ Hải thì râu hùm hàm én mày ngài quen quá rồi. Thúy Kiều, Thúy Vân thì là nhân vật chính, đương nhiên phải biết. Mã Giám Sinh là một nhân vật xuất hiện không nhiều, nhưng mà đây là một nhân vật cũng cực kỳ quan trọng, là cái người có thể nói là đầu tiên đưa Thúy Kiều đến với Lầu Xanh đó. Sao? Hai bên có muốn mua bán gì không? Bảo muốn mua không Bảo? Mình muốn mua A3 bên đó bán không? A3. Mình muốn mua A1 bên đó bán không? Bán. Bây giờ mình đã biết A3 rồi ha. Đúng. Rồi. Người ta hỏi mua A3 bán không cái đã. Rồi bán. Bán bao nhiêu? 2 triệu đi ha. Rồi. 2 triệu. Rồi. Mua không? Em muốn mua bên mua, kia. Mua, mua. Cho tính sao? Mua. Mua không? Mua. 2 triệu. Mua. Đóng cầu A3 vào đây lại. Lật ô A3 vào đây lên. Đó. Rồi bây giờ Vy muốn mua ô nào? Em muốn mua A1. Bán không? Bán. Bao nhiêu? Không, nãy phe nha. Mình nãy giờ đồng mình thua. Em 2 triệu. Mình thua nhiều quá. Em bán mấy đi. Em bán 2 triệu. Em bán 2 triệu. Dòng dưới anh thua 2 triệu nữa. Bây giờ bán 3 triệu nè. Bán lẻ lắm. Bây giờ thật ra bây giờ chỉ cần qua một cái dòng này thôi, mình có thể nhìn được chân tướng con người. Hồi nãy là mình đã nói là mình đổi với nhau. Hồi nãy em thua nặng lắm rồi. Hồi nãy mình nói là mình đổi với nhau. Nhưng mà bây giờ không đổi thì em đã bán một cái giá rất là hữu nghị là 2 triệu. Đó thì bây giờ anh nói thiệt cho em bán lại bao nhiêu nè. Anh nói cho em nghe câu này nha. Anh mở được A2, anh mở được câu này luôn rồi đó. À hả? Rất là câu nguyên hàng cuối em mở được rồi. Anh mở được hết rồi đó, anh chỉ thiếu chữ A2 thôi đó. Bây giờ A1. Mua luôn, mình dạo mà Vi. Bà mua. Ok, giao dịch thành công. Đóng ô A1 lại. Mở ô A1 bên đây lên. Sao? Muốn mua thêm không? Không luôn. Thì các bạn có câu trả lời hay không? Nếu không thì chúng ta sẽ đóng lại tại đây và mở ra một lượt bán mới. Có dạ, câu trả lời không? Không. Bên đây không có câu trả lời. Vậy thì chúng ta sẽ đóng cái lượt trả lời này lại. Mở ra một lượt bán mới. Mỗi nhà được mua thêm 3 ô. Mời. Dạ em mua A2. Rồi A2 thôi. Bên này mua hết cho anh 3 ô luôn. A4, A5. A4, A5. Nhưng mà nè thôi. Cái mé bên đây này chưa có nè. Em biết rồi. Biết rồi phải không? Em muốn anh Bảo nói biết nha, em cũng chưa biết đâu. Em biết rồi. Em chưa cần. Nếu vậy thì thật công thật ra, nếu lật A4, A5 anh được thì em sẽ đoán được A2. Mua B2 luôn. B2. Đó. Chuẩn bị. Mở ô chữ. Rồi, em trả lời miễn phí. Rồi, mời em. Quá niên trạc ngoài tử tuần, mày râu nhặn nhụi áo quần bạch bao. Hai câu thơ miêu tả về Mã Giám Sinh. Ủa Bảo, sao tất cả mọi cái cơ mặt nó chảy thế? Bên kia trả miễn phí rồi, biết câu miễn phí luôn rồi. Thì giờ em đắp gì nữa giờ. Mà vấn đề người ta ra là đúng hay không cái đã, đúng không? Biết em không biết. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Hồi nãy mà được mua trước, mua chỗ này là ra rồi. Và như vậy là đội Huế và em đã thắng ở cái câu cuối của vòng 2. Số tiền thưởng của hai đội bây giờ còn lại là bao nhiêu? Đội Núi và Anh. Đau lòng. Lấy hơi dữ vậy trời. Trời ơi, tụi em đầu tiên cung cấp cho một số vốn cũng khá, rồi sau đó thấy cũng lên lên được một mớ, ai về đâu làm ăn càng ngày càng lụng bại. Bây giờ số tiền thưởng còn lại là 10 triệu. Yeah. Đòi bán 3 triệu được. Huế và em, trời ơi đại gia. Đại gia ơi anh đây. 67.500.000. Yeah. Chúng ta đã có một buổi chơi rất là vui cùng với nhau. Và qua đó chúng ta có dịp ôm là những kiến thức về ca dao, cũng như là như về những câu thơ lục bát quen thuộc của chúng ta. Và như vậy là chúng ta sẽ phải chia tay với đội Núi và Anh tại đây. Đội Huế và em sẽ bước vào vòng đặc biệt. Hẹn gặp lại quý vị khán giả sau ít phút nữa nha.
đón quý vị khán giả đến với vòng thứ 3 của Sao Hãy Chữ. Vòng này có tên gọi là Chinh Phục Bảng Vàng. Hai anh em của đội Huế và em đã có mặt tại đây. Anh Nhật, anh có căng thẳng không anh? À, không, anh không ở căng thẳng, nhưng mà tại vì là anh hơi bị ở mức một chút xíu thôi. Sao anh? Về truyền kiều là anh thuộc. Mà lúc này mà tự nhiên quên cái chữ của anh niên mà anh em ba tới ban lối hoài. Chứ đụng ra là phải đọc luôn từ đầu mày đúng. Anh ghim cái chuyện đó từ nãy tới giờ luôn hả? Mà trong khi đã thắng rồi. Trời ơi. Mình nghĩ là... mà anh thua em không nói. Anh thắng. Mà anh vẫn còn ghim gút cái chuyện đó. Nhưng mà nghĩ sao mà không thuộc truyền kiều của miền Du vậy? Dạ bởi. Nhưng mà mình đã thắng. Ra. Mình đã thắng là hay rồi. Có vẻ anh Long Nhật rất là tâm đắc với truyền kiều. Anh đọc thêm một hai câu tặng mọi người được không? Những câu nào anh thuộc? Anh thích nhất là hai trang là trả Tạ Thủy Vân. Còn đến khi mà kiều thì là Đại Thi Hà Nguyễn Du còn mấy chữ thôi, còn mấy câu thôi. Kiều càng sắc sạo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làng Thu Thủy nẹt xuân sơn, hoa ghen thua thẩm liệu hơn kém sắc. Dạ, đó là những câu thơ miêu tả về nhan sắc của cái kiều. Kiều chốt mà ngay hồi nhỏ mình học mình cũng biết rằng là không phải ngẫu nhiên mà Đại Thi Hà Nguyễn Du đã dành những cái từ như là ghen hờn dành cho Thúy Kiều. Tức là báo trước một cái điều là cuộc đời của Thúy Kiều sau này cũng sẽ rất là long đong vất vả. Trong khi Thúy Vân thì là những cái lời nó rất là nhẹ nhàng, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang đó. Còn trong cái vòng thi này chúng ta cũng sẽ có những cái câu ca dao hoặc là những cái câu thơ lục bát nổi tiếng như vậy. Vì thì anh nãy giờ anh thấy ở hai vòng đầu á, em rất là điềm tĩnh cũng như là sự sắc sảo và có sự tính toán trong từng câu trả lời của mình. Vậy cho anh hỏi hồi đó đi học mình có giỏi văn không cái đã? Dạ, thật ra em hồi đó đi học cũng tương đối là giỏi văn, trong các môn tính ra là giỏi văn nhất à, nhưng mà cũng được cái là hay học thuộc bài nhất. Những cái môn nào mà chuyên về học thuộc bài thì em học nhanh. Cho nên là hồi xưa đó, hồi xưa đó. Cho nên là bây giờ là mấy con, với lại thật ra có những cái mà em may mắn một cái là trong đội của em á là anh Nhật, em với anh Nhật rất là bù trừ. Nhiều khi có câu này em nhớ nhưng mà anh Nhật lại không có nhớ lắm, mà câu đó thì anh Nhật nhớ nhưng mà em lại không nhớ, thì cứ bù qua bù lại cho nhau. Thế là một câu rất là tròn trịa. À, không biết rằng anh Nhật và Vi có vượt qua được cái vòng 3, vòng cuối cùng này không? Một câu mình đoán đúng mình có 20 triệu đồng. Trời ơi em ơi. Hai câu đoán đúng 40 triệu đồng. Ba câu đoán đúng 100 triệu đồng. Trời ơi. Rồi thì ngày nào cũng cho anh đi chơi chương trình này đi. Vừa được đến sóng truyền hình, được gặp gỡ bà con nè, mà được có thêm kiến thức, rồi để có tiền đem về cho vợ cho con nữa. Vậy là mặc định là đi là thắng hết. Nghe chưa? Anh Nhật là thắng hết đó. Nhưng cái vòng này nó không có trải dài giống như hai cái vòng trước. À. Ngâm nga rồi suy nghĩ rồi chưa, khoan, từ không có. Chỉ có 120 giây thôi. Trong 120 giây đó mình sẽ phải giải đáp ba câu ca dao này nha. Xin mời. Đó, ba câu ca dao. Rồi bây giờ muốn thời gian 120 giây. Lật bây giờ hai anh em tính xem mình sẽ lật những ô nào. Mình cứ lật đầu đuôi trước đi anh ha. À khoan, từ từ. À câu đầu chọn câu đầu tiên đi em. A1. A1, A4, A5. Không, A5 cũng được. Rồi, B đi em. B1, B4, B6. Rồi. B8 luôn không? Dạ. Rồi, cho em chọn nữa đi. C1. C1, C2, C6, D4, D7. Là được, mới 5 à? D2 đi anh hả? D1, D... Rồi, D... Đủ chưa? D8 đi. D8. Rồi. D2 cái nữa. Rồi. Ở dưới là E1. E1, E5. E5. F1, F3. F6. E3 đi. Thêm một cái nữa anh. F5 đi. F5. Rồi. Như vậy là đội Huế và em đã chọn 21 ô. Và bây giờ chúng ta hãy xem coi dưới những cái ô này là những cái từ gì nha. Và lúc đó thời gian nó sẽ bắt đầu nhảy. Hãy nghe cái lời gợi ý của Đại Nghĩa và sau đó trả lời liền. Nếu như cảm thấy câu nào chưa nghĩ ra, cho qua để đọc gợi ý của câu tiếp theo. Xin mời ô chữ. Gợi ý câu 1. Câu ca dao biểu đạt cho tình yêu mới chớm nhưng nồng nàn và hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp. Rồi, anh đọc câu 1 nha. Rồi.
đôi ta như lửa mới nhen, như trăng mới mọc, như đèn mới khêu. Chính xác. Câu 2, câu thơ dao này nói về thân phận người phụ nữ xưa không biết được tương lai thế nào, ví như một hiện tượng thiên nhiên. Thân em như hạt mưa rào. Hạt xa đáy giếng. Hạt vào vườn hoa. Chưa đúng. Vâng. Thân em như hạt mưa rào, hạt xa đáy giếng. Hạt xa vào giếng, hạt vào vườn hoa. Vẫn sai. Không biết, mình qua câu sau đi. Bỏ qua đi. Thuyền về có nhớ bến xưa, bến. Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một già khăng khăng đợi thuyền. Chính xác. Rồi. Trở lại câu 2. Thân em như hạt mưa rào, hạt xa đáy giếng, hạt vào vườn hoa rồi lúc này rồi hả? Hạt xa cái gì giếng? Hạt xa đáy giếng, hạt xa, hạt xa xuống giếng. Hạt xa xuống giếng, hạt vào vườn hoa. Chốt chưa? Chốt. Chính xác. Yeah. Thời gian còn lại rất nhiều nha, còn lại khoảng gần 1 phút. Có nghĩa là trong vòng 1 phút mấy giây thôi, hai anh em đã giải mã được cả 3 câu ca dao này. Quá tuyệt vời. 100 triệu đồng. Mời Lâm Nhật và Tường Vy. Thưa quý vị, như vậy là trong vòng 1 phút mấy giây thôi thì đội Huế và em đã giải mã được cả 3 câu ca dao này. Đó là một cái điều mà làm em rất bất ngờ luôn đó anh Nhật. Bởi vì ví dụ như cái câu đầu tiên, mới nhìn lên thôi những cái từ gợi ý là anh đã đọc ra được liền. Đó là cái câu mà đôi ta như lửa mới nhen, như trăng mới mọc, như đèn mới khêu. Dạ, chỉ có hơi khó chút xíu là ở cái câu số 2. Cái chữ mà xuống giếng thì mình hơi lúng túng chút. Đúng rồi, xuống giếng hay là đáy giếng gì đó. Đáy giếng. Rồi Vi nó là vào giếng. Đúng rồi. Và cuối cùng thì mình cũng đã tìm được đó là một cái từ gọi là xuống. Xuống, rơi xuống giếng. Rơi xuống giếng. Anh còn... nhớ trong đầu anh là đẩy giếng. Hạt rơi đẩy giếng. Anh nhớ như vậy. Có những cái gì bản như vậy. Đúng rồi. Thưa quý vị, như Đại Nghĩa đã nói ngay từ đầu chương trình là ca dao Việt Nam vô cùng phong phú. Và dì bản cũng được xem như là một thuộc tính đặc biệt của ca dao Việt Nam. Cho nên là có khi những câu mà người chơi đọc lên không sai, nhưng chẳng qua là nó chưa có khớp với đáp án của chương trình mà thôi. Vì vậy họ phải tìm một cái đáp án khác, đến khi nó khớp thì họ mới giành chiến thắng. Câu số 3 thì là cái câu mình nghe nó quen thuộc hơn ha. Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Nhưng mà ban đầu hình như là Vi nói thuyền về có nhớ bến xưa không em? Dạ đúng rồi, em lúc đầu là thuyền về có nhớ bến xưa. Chứ anh Nhật mình nói là không phải bến chăng, là mình luôn vấn đề khăng khăng. Khăng khăng. Chứ thuyền về có nhớ bến xưa, bến thì một dạ thuyền thì nó không phải. Dạ, cái thú vị của ca dao Việt Nam đặc biệt là ở cái thể thơ lục bát. Và mấy là cái bài nãy Nhật hát rồi. Dạ. Trong cái bài mà bến Văng Bờ Hiền Lương của nhạc sĩ Hoàng Hiệp đó thì là thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Đã. Những câu ca dao của Việt Nam vẫn thường hay được các nhạc sĩ đưa vào trong các tác phẩm âm nhạc. Đúng và rồi. Hơn cái anh Long Nhật, anh đi hát cái dòng nhạc quê hương nhiều nữa. Mà dòng nhạc quê hương thì hay đưa ca dao vào. Đúng rồi. Cho nên ngày hôm nay mình thấy rằng là rất là nhiều cái câu ca dao mà anh nhớ từ những cái bài hát của anh ấy. Chúc mừng hai anh em, anh Long Nhật và Tường Vy đã giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Số tiền thưởng mà họ mang về là 167 triệu 500 ngàn đồng. Yeah! Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, năm như hôm nay. Em lo quá. Sao vậy? Với cái số tiền thưởng cao như thế này thì không biết chương trình mình kéo dài được bao nhiêu tập. Dạ thưa quý vị, rất vui khi ngày hôm nay những người nghệ sĩ đã đến tham gia chương trình và cho chúng ta nhớ lại về những cái câu ca dao quen thuộc của Việt Nam chúng ta, cũng như là có những dị bản hoặc là những câu thơ nó đã thuộc nằm lòng và đôi khi chúng ta quên đi. Đúng rồi. Sẽ là một cơ hội để chúng ta nhớ lại tất cả những cái điều đó. Cảm ơn anh Long Nhật, cảm ơn Tường Vy cũng như là Gia Bảo với Lebela đã đến tham gia Sao Hai Chữ. Đến đây thì chương trình xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện và sẽ phát sóng hàng tuần vào lúc 20 giờ 30 phút thứ ba trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt quý vị. Thưa quý vị, Bình Tân và Dương Lâm, Ngọc Trai và Đông Ánh Quỳnh. Chương trình quả thiệt vui ghê, tham dự một cái là mê tới già. Muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Học sinh giỏi của ban cấp 2. Cảm ơn nhãn hàng Sacos đã đồng hành cùng với chương trình.